Chúa cùng anh chị em. Và ơn cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, xuyên suốt ba bài đọc Thánh Kinh hôm nay, chúng ta được mời gọi hôm nay: ước gì anh em nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Tôi đang nghe lời Chúa khuyến cáo chúng tôi về đời sống của mình. Đời sống của mỗi người chúng tôi đây có toát lên được niềm vui của tin mừng, niềm vui của ơn cứu độ hay không? Và vì thế cho nên, với lời Chúa soi sáng hôm nay, mỗi người phải đấm ngực và lắng nghe. Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Và các trang phúc âm được nối tiếp nhau khi mà thầy trò Giêsu ở tại miền Caesarea Philippi, núi đá, toàn núi đá, và Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ của mình: người ta nói con người là ai? Và đại để dân chúng cho thầy là Elia, Jeremia hay là một vị ngôn sứ nào đó. Cái nhìn của đám đông dừng lại nơi Chúa Giêsu như là một vị ngôn sứ. Thế nhưng còn chính anh em nói thầy là ai? Và Simon đại diện cho anh em tuyên xưng đức tin: thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là đấng Kitô, là đấng thiên sai từ trời đến, là con Thiên Chúa hằng sống. Một lời tuyên xưng đức tin mà sau đó Chúa Giêsu đã đổi tên Simon từ nay
anh sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là tảng đá. Và trên tảng đá này thầy xây dựng hội thánh của thầy. Một Chúa Giê-xu đã thiết lập hội thánh, những con người được quy tụ vào trong hội thánh của Chúa và đời sống chung với nhau, chắc chắn chung đụng có những điều sẽ làm phiền lòng nhau, chắc chắn không tránh khỏi. Và ngay đời sống vợ chồng, người nam người nữ đến tuổi trưởng thành kết hôn, đi tìm một nửa của mình, và khi tìm được rồi thì kết thân với nhau, ăn đời ở kiếp. Thế nhưng liệu có thể chấp nhận được nhau khi sống chung một mái nhà hay không? Chúng ta thấy đã có những rạn nứt, đã có những đổ vỡ, đã có những ly dị. Và phần còn lại là cãi cọ, tranh giành nhau, uy hiếp nhau, tranh chấp nhau. Thế thì sống trong một cộng đoàn thân thương như một mái ấm gia đình, hay là sống trong một đoàn thể, một cộng đoàn giáo xứ rộng lớn hơn, hay là sống cùng một xóm ngõ với nhau, chúng ta tương quan với nhau như thế nào? Chúng ta đón nhận nhau như thế nào? Và quả thật, mỗi người chúng ta cần phải hạ mình xuống mới có thể chấp nhận được những cái lỗi lầm của mình khi người khác góp ý. Hay là mình cũng phải cần hạ mình xuống khi góp ý với anh chị em của mình. Không dễ đâu. Vì rất có thể mình kênh kiệu để chỉ cho người khác đây là những cái lỗi của anh, của chị, của ông, của bà, mà mình không khiêm tốn đủ, để rồi mình hòa mình với anh em của mình trong một bầu khí thân thiện, trong một sự khoan dung như Chúa Giê-xu đề nghị hôm nay. Một mình anh với người đó, một cách tế nhị để giúp cho người anh em của mình ra khỏi cái vũng lầy, ra khỏi con đường xấu. Thế liệu mình có khiêm tốn đủ không? Liệu mình có hòa mình khoan dung để đón nhận người anh em, để giúp cho người anh em nhận ra đường ngay lẽ phải hay không? Luôn là một vấn đề. Thường thì khó lắm. Mình hay đứng lên trên để mình phê phán. Mình hay đứng lên trên để mà rồi moi móc, nói xấu. Cho nên mỗi người phải đấm ngực. Tôi chưa đủ tư cách để giúp cho người anh em mình. Hay là khi mình có những sai lỗi, nhận được lời khuyên bảo của người khác, mình khiêm tốn để đón nhận, để điều chỉnh lại, để sửa chữa hay không, cũng là một vấn đề. Cho nên mỗi người chúng ta trước mặt Chúa đáng để nghe lời Thánh Vịnh hôm nay nhắc nhớ. Ca đoàn hát đi hát lại điệp khúc của ơn hoán cải, đó là: hôm nay anh em hãy nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa. Xin cho chúng con có được một sự khiêm tốn chan hòa với anh em, được quy tụ trong hội thánh Chúa là anh chị em với nhau, trân trọng nhau. Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài ra món nợ
đó là sự tương thân tương ái, khoan dung với nhau, đón nhận nhau và giúp nhau, dắt dìu nhau bước đi trong cuộc đời này, để tất cả chúng ta về nhà Cha trên trời. Và như vậy, không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống là sống với, liên đới với nhau. Và có lẽ hạnh phúc đó chính là những khi chúng ta họp nhau lại trong thánh lễ như thế này. Và chắc chắn như Chúa Giêsu đã nói, nếu ở đâu có hai người, chưa nói cả mấy trăm người như chúng ta đây, mà họp nhau chung lời cầu nguyện, xin bất cứ điều gì, Cha Thầy ở trên trời sẽ ban cho. Và chắc chắn niềm vui hạnh phúc lan tỏa nơi các tâm hồn chúng ta. Và chúng ta đến đây để đón nhận được niềm vui của phúc âm, niềm vui của tin mừng. Và kết thúc mỗi một thánh lễ, chúng ta lại được mời gọi Ite Missa Est. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường, đi vào cuộc đời này, đi vào các ngóc ngách của cuộc sống, với biết bao nhiêu những lừa đảo, biết bao nhiêu những là khó khăn, thử thách. Thế nhưng có Chúa cùng đi với chúng ta. Chiều hôm qua, trước khi dâng thánh lễ, một người nói với tôi, thưa Cha, suýt nữa là con bị lừa đảo. Hình như sống trong cuộc sống này, chúng ta sống chung đụng, người tốt kẻ xấu, và luôn luôn có những đe dọa cách này cách khác. Thế nhưng liệu chừng chúng ta có đủ bình thản, liệu chừng chúng ta có đủ được cái sự lặng yên để nhìn thấu suốt vấn đề và nhìn trong ánh mắt yêu thương của Chúa hay không? Xin cho chúng con có được một tấm hồn, một tấm lòng thanh thản, và nhất là biết sống khoan dung, khoan dung để đón nhận con người đầy yếu đuối tội lỗi của mình, và cũng biết chia sẻ và biết quan tâm đến những người chúng con có trách nhiệm, đó là những người sống cùng trong gia đình chúng con có trách nhiệm, chồng chồng, vợ vợ, con một nhà, và trong tương quan với những người khác. Xin cho chúng con luôn diễn tả được tình yêu, lòng thương xót của Chúa. Amen.